quý vị và các bạn, hôm nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Tuấn, trưởng phòng Kinh tế 1, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên, trực thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ cho hai đồng chí tân Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng và ghi nhận quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của hai đồng chí. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày càng khó khăn và nặng nề. Vì vậy, ở cương vị mới, đề nghị hai đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh và luôn là hạt nhân đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Trong thời gian tới, cần rà soát, sửa đổi lề lối, quy chế làm việc chặt chẽ, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực sở trường của từng người, góp sức xây dựng Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày một chuyên nghiệp, vững vàng, năng động và hội nhập, luôn tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tham mưu với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.